Moto. Đã đến lúc thay đổi định nghĩa về smartphone, tùy biến thành loa âm thanh nổi, máy chiếu màn ảnh rộng, máy ảnh chuyên nghiệp, tạm biệt quan niệm cũ. Hello Moto. Hãy chào đón smartphone hoàn toàn mới Moto Z cùng Moto Mode khác biệt tạo đột phá. Anh đang dối mình, còn anh nói đã chót yêu em rồi. Là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em, xa em, là thật ra anh mong rất cần. Song ca với rất nhiều bạn nữ khác, nhưng mà như lần này thì Khoa nó cảm giác rất là mới, tại vì Khoa đã bước lên sân khấu và hát cùng với một bạn thí sinh khá là mạnh ở trong chương trình, thì Khoa có phần rung rất nhiều và phần nghĩ trong người thì mình cũng chả muốn loại bạn hay là muốn như thế nào, nhưng mà Khoa cảm xúc rất này là lúc này rất là khó nói. Và Khoa không nghĩ là mình đã vượt qua một cách an toàn như vậy. Hôm nay thì Khoa chỉ muốn là chúc cho anh làm hết sức mình nhiều hơn nữa, để mà anh có thể vượt qua được cái vòng đấu này và tiếp tục đi tiếp với Khoa ở những cái vòng sau. Ok.